Và mình thì đang ở xa nữa, có cái cảm giác bất lực vô cùng luôn. Cảm giác như là mình không biết làm một cách nào có thể cứu được nó. Đã phải gần một tháng kể từ cái vlog cuối cùng của mình, cái vlog mà gần đây nhất mình làm là về đám cưới của mình. Từ sau cái vlog đấy thì mình không ra một cái vlog nào cả. Ngay đầu năm vừa rồi bọn mình đã lại gặp phải một cái chuyện mà không mong muốn. Đây cũng là một cái lý do lớn để mình ngưng tạm ra video trong cái thời gian vừa qua. Tại vì thực sự là tinh thần mình sụp đổ hoàn toàn sau khi mà cái tin này đã diễn ra đến với mình. Thứ nhất là cho mình xin lỗi vì cái video này mình làm để chia sẻ cảm xúc riêng của mình, chuyện riêng của mình. Tuy nhiên thì mình cũng không muốn là cái video này ảnh hưởng tiêu cực tới những người đang xem, cho nên là nói chung là cái vlog này thì sẽ là một vlog, đối với mình thì sẽ là một vlog rất là buồn. Nên là mình nói trước như vậy. Bạn nào không muốn bị ảnh hưởng cái luồng cảm xúc như vậy thì các bạn có thể thoát ra. Các bạn nào có theo dõi social media của mình, như là mình đã từng làm một vlog về nuôi chó, thì các bạn cũng biết là mình và Dưa có nuôi một chú chó Yorkshire Terrier tên là Lobster. Thực sự là đối với mình cái chuyến đi Hàn Quốc vừa rồi, đáng lý ra là nó phải rất là vui, tại vì mình chưa đi Hàn Quốc bao giờ. Nhưng mà vì mình quay rồi nên là chắc chắn là mình sẽ edit cho các bạn xem cái thời gian vui vẻ đó sau khi mà mình vượt qua cái việc ngày hôm nay mình sẽ kể cho các bạn. Kiểu mình thực sự không biết là phải bắt đầu cái câu chuyện đấy như nào, tại vì mình, nếu mà bạn nào có theo dõi social media của mình thì chắc các bạn cũng biết là Lobster của mình nó không còn nữa. Có nghĩa là một chuyện này đã xảy ra cách đây một tháng rồi và đến bây giờ kiểu vẫn chưa thực sự là qua được cái cảm xúc đấy khi mà mỗi lần nhắc đến Lobster ấy. Thì chuyện xảy ra cũng rất là bất ngờ thôi, khi mà bọn mình vừa tổ chức đám cưới xong, bọn mình có chuyến đi du lịch Hàn Quốc. Bọn mình bắt đầu đi đến Hàn Quốc từ ngày 29 tháng 12 và quyết định là sẽ đón New Year ở Hàn Quốc. Những ngày đầu tiên ở Hàn Quốc thì mọi thứ rất là vui, Hàn Quốc rất là xinh đẹp. Và mình có làm một cái vlog về cái chuyến đi đó. Không biết là mình đã nói chưa, nhưng mà trong cái thời gian bọn mình quay trở về Việt Nam để đầu trước đám cưới thì bọn mình có gửi Lobster ở một cái training facility, có nghĩa là một như kiểu boarding school ấy, là trường nội trú dành cho chó. Thì ở cái bình thường khi mà mỗi lần bọn mình đi du lịch thì bọn mình gửi Lobster ở một cái khách sạn. Này bọn mình đã quyết định là sẽ không gửi khách sạn nữa. Chi phí gửi trường boarding school thì nó cũng mắc hơn chi phí gửi khách sạn một chút. Nhưng mà vì lần này chuyến đi rất dài, tại vì là bọn mình đi làm, bọn mình không có thời gian nhiều để mà training chó. Thế cho nên là bọn mình muốn gửi Lobster vào đấy để cho nó đỡ nhút nhát hơn, nó tự tin hơn khi mà đi ra ngoài đường ấy. Tại vì là bọn mình thực sự mà nói, bọn mình rất ít khi mà có thể walk Lobster đi dạo. Mỗi lần đi làm về thì trời cũng tối rồi, cho nên là cái việc mà walk chó đi dạo thì nó không có được phù hợp với cả lịch làm việc của bọn mình theo lắm. Đó là một cái trường huấn luyện cũng có tiếng tốt, cũng có những cái review rất tốt, và nó là cái trường, có nghĩa là một trong những cái nơi huấn luyện chó khá là nổi tiếng ở đây. Mình xin phép là mình sẽ không không tiết lộ thông tin của trường đó. Và buổi sáng ngày mùng 1 dương lịch là bọn mình có nhận được một cái email báo là Lobster bị đưa vào emergency, có nghĩa là bị đưa vào cấp cứu. Cả mình và Dưa đều kiểu rất là hoang mang, tại vì rõ ràng là bọn mình đang gửi chó ở trong trường huấn luyện mà tại sao kiểu Lobster của mình lại đưa vào cấp cứu ấy. Bọn mình mới gọi điện cho ở trung tâm cấp cứu đó. Lobster
vừa được chuyển vào bệnh viện đó trong tình trạng rất là nguy kịch. Và khi mà đã được đưa vào cấp cứu thì cái trọng lượng cơ thể của Lobster lúc đấy là chỉ còn có một nửa thôi. Thì sau khi mà gọi điện cho bệnh viện cấp cứu ấy, thì họ còn nói là do Lobster của mình bị tiêu chảy và hiện tình trạng đã rất là nguy kịch rồi. Và khi mà bọn mình có gọi điện cho cái trung tâm cấp cứu đấy thì họ còn nói là cái người chủ của chỗ training đấy thì họ đã vì là không có chịu được cái chi phí viện phí ở cái trung tâm cấp cứu đó, cho nên là họ đã chuyển Lobster về bác sĩ tư nhân của họ. Có giải thích với bọn mình là Lobster mấy ngày trước vẫn ổn, chỉ có ngày hôm qua tự nhiên bị tiêu chảy và sau đó là bỏ ăn và yếu dần đi. Lúc đó là mình đã cảm thấy rất là lo lắng rồi. Hôm đó bọn mình vẫn cố gắng là dậy để đưa hai em gái đi ra ngoài chơi, tại vì đằng nào đây cũng là chuyến đi gia đình mà. Thì trên đường đi bọn mình cũng cố gắng liên lạc và email cãi nhau, phải nói là email cãi nhau với cả nơi training plan là tại sao cái việc lại xảy ra như vậy và bây giờ tình trạng của Lobster làm sao, như thế nào. Thì họ cũng phản hồi lại cho mình là Lobster là bị tiêu chảy như vậy. Tuy nhiên là khi mà mang trở về lại bác sĩ tư nhân của họ ấy, họ báo lại cho bọn mình là Lobster đã có thể, nó đã trở lại linh hoạt trở lại rồi, có thể ăn được rồi. Thì trên đường đi chơi bọn mình vẫn nghĩ là ừ ok, chắc là nó chỉ ốm bình thường thôi và nó đã khỏe lại rồi. Họ đã nói là họ khỏe lại, nó khỏe lại rồi. Và họ còn hỏi bọn mình là sau khi mà nó khỏe trở lại bọn mình có muốn tiếp tục cái khóa huấn luyện đấy không. Thì mình cũng còn nói với chú là cứ để xem, nói với họ là để xem bác sĩ theo dõi một thời gian xem là nó có khỏe hơn không, hỏi xem là lời khuyên của bác sĩ là mình nên làm gì đối với cả Lobster ấy. Sau khi nhận được tin đấy thì mình nghĩ là tin tốt và bọn mình vẫn đi chơi bình thường. Bọn mình đã có chuyến đi tới Busan, có nghĩa là 24 tiếng kể từ sau khi mà nhận được cái tin là Lobster đã khỏe hơn rồi ấy, thì bọn mình lại nhận được một cái email khác nói là người ta nói là bọn tao nghĩ là bọn mày phải gọi bạn tới đón Lobster ngay lập tức, tại vì là nó đã yếu lắm rồi, nó trở nên kiểu sức khỏe của nó trở nên tồi hơn và nó yếu cực kỳ rồi. Có nghĩa là lúc đấy tim mình cảm giác như tim mình rơi xuống luôn ấy. Thực sự là lúc đấy bọn mình đang ở rất là xa. Đối với mình thì Lobster nó không chỉ là một con chó, nó kiểu như con trai của mình ấy. Thế cho nên là khi nhận được cái tin đấy thì kiểu tim mình rụng xuống luôn ấy. Chú Dưa thì có, lúc đấy là đã nhờ mấy người bạn của mình là ngay lập tức đến cái chỗ, đến cái chỗ bác sĩ tư nhân đấy để mà đón Lobster về cái chỗ bệnh viện cấp cứu. Khi mà đưa được đến chỗ bệnh viện cấp cứu rồi ấy, thì cái chỉ số máu trong cơ thể của Lobster lúc đấy chỉ còn có 12% thôi. Có nghĩa là thực sự là trong một cái ngày vừa qua, tình trạng sức khỏe của nó còn tụt hơn so với cái ngày đầu tiên mà được đưa đi cấp cứu. Thì lúc đấy mình đã sợ lắm rồi, mình sợ là điều mà mình không mong muốn sẽ xảy ra. Thì khi mà nói chuyện với bác sĩ ở chỗ bệnh viện cấp cứu thì họ nói rằng là thực sự là tình trạng của Lobster rất là nguy kịch rồi và bọn mình phải sẵn sàng tinh thần là đêm nay nó có thể đi bất cứ lúc nào. Và mình thì đang ở xa nữa, có cái cảm giác bất lực vô cùng luôn, cảm giác như là mình không biết làm một cách nào có thể cứu được nó. Thì lúc đấy bọn mình chỉ có hỏi bác sĩ là bây giờ theo bác sĩ khuyên bọn mình là nên như thế nào. Sau khi mà khám và siêu âm các thứ ra thì họ phát hiện là Lobster lúc đấy là bị chảy máu dạ dày, bị mất rất nhiều máu. Thế cho nên là họ nói với mình là bình thường đối với một thú cưng mà trong tình trạng nguy kịch như vậy thì họ có thể tiêm một liều thuốc để mà nó có thể ra đi một cách nhẹ nhàng hơn, hoặc là có thể cố để cứu sống nó. Thì cái điều đấy là cũng vừa phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của từng nhà nữa. Cái cách mà bác sĩ đưa ra lúc đấy là có thể truyền máu cho Lobster. Thì bọn mình có hỏi là khi nếu mà thực hiện cái phương pháp truyền máu đấy, cơ hội sống sót thì là khoảng bao nhiêu phần trăm. Bác sĩ nói là nếu mà làm cái truyền máu đấy, cơ hội sống sót là 70%. Tại vì thực sự là nếu mà con người khi mà bị bệnh, dù còn có 1% đã luôn cố gắng là sẽ phải cứu sống người đấy rồi, chứ chưa huống hồ gì là 70% cơ hội có thể sống thì tại sao mình không làm. Nếu mà Lobster có thể vượt qua đêm nay thì mọi thứ sẽ tốt hơn. Mình nghĩ là bọn mình có một cái hy vọng đấy, thực sự là chỉ biết hy vọng và chờ. Thực sự là mình không muốn rời xa chú chó cưng của mình trong cái hoàn cảnh như vậy. Cho đến tối, bọn mình đang đi ăn tối thì mình thấy chú Dừa kiểu đứng bật dậy vì có cuộc điện thoại. Và lúc đấy kiểu mình cái linh cảm thế nào ấy, có một cái linh cảm thế nào đấy mà mình cảm thấy là kiểu
nó khó tả lắm các bạn. Có nghĩa là mình chỉ có ngồi trong quán và chú dưa thì đi ra ngoài để nghe điện thoại, và mình thực sự là mình không dám đi ra cùng mà hỏi anh ơi sao rồi, lobster sao rồi. Thế nhưng mà kiểu vì đợi lâu quá nên mình sốt ruột ấy, thì mình đi ra thì dưa chỉ nói một câu với mình là he live a good life. Thế mà kiểu mọi thứ với mình nó tối sầm lại. Nghĩ trong đầu vào chỗ đó là làm thế nào bây giờ, làm thế nào để cứu được lobster bây giờ, làm thế nào để mình ở bên cạnh nó bây giờ. Thì khi mà mình nghe được chú nói là họ đã cố gắng để cứu nó rồi, nhưng mà có lẽ là mọi thứ đã quá chậm. Thế là cho nên là cái quãng đường còn lại đi chơi Hàn Quốc thì mình thực sự là không có quay thêm bất cứ một cái gì nữa ở trong vlog của mình, vì thực sự lúc đấy mình cũng không còn một chút tinh thần nào để có thể vui vẻ đi chơi, để có thể mà chia sẻ với các bạn cái chuyến đi chơi đó. Thế nên là mình đã không tiếp tục quay cái vlog, cho nên là cái vlog của chuyến đi Hàn Quốc đó cũng khá là dang dở. Đối với chú Dưa thì đây là thú cưng, đây là chú chó đầu tiên mà Dưa nuôi. Dưa dành rất nhiều tâm huyết, tình cảm cũng như là mọi thứ Dưa chăm sóc cho lobster, thực sự là như một baby luôn ấy. Cho nên là mình cảm thấy rất là buồn, và có lẽ đối với Dưa thì đây cũng là một cú sốc tinh thần. Mọi thứ lúc đấy cảm giác như mất một cái thành viên nào trong gia đình ấy. Đối với đời sống tinh thần của bọn mình khi mà ở xa nhà, khi mà không có bố mẹ, gia đình, anh em ở bên cạnh, thì nuôi một chú chó đấy là một cái nguồn năng lượng vô cùng tích cực. Đến bây giờ mà khi mình đang ngồi chia sẻ với mọi người cái chuyện buồn đấy thì cái tim của mình vẫn kiểu thắt lại. Cũng may mắn là bọn mình có liên lạc với cả bệnh viện cấp cứu là nhờ họ giữ xác đông lạnh của lobster để bọn mình quay trở về Mỹ, thì bọn mình có thể đón nó, có thể nhìn được nó lần cuối. Và khi mà bọn mình vừa hạ cánh đến San Francisco ấy, bọn mình trở về nhà cất đồ rồi lái xe tới bệnh viện thú y, bệnh viện cấp cứu thú y, và muốn là nhìn lobster một lần cuối, thì họ có đưa cho bọn mình xem. Thì lúc đấy trái tim mình lại rơi một lần nữa. Mới đầu mình còn không dám nhìn, mình không dám mở cái hộp xác ra để mình nhìn. Thực sự là xin lỗi là cái video này mình không thể nào kiềm chế được cái cảm xúc của mình hơn bây giờ nữa. Thì sau khi mà bọn mình nhận xác của lobster xong, đứng đó buồn một lúc, khóc một lúc, xong rồi bọn mình mới quay trở lại quầy lễ tân và hỏi về các dịch vụ như kiểu hỏa thiêu, hoặc là những cái dịch vụ after death, là những cái dịch vụ mà sau khi mà chú chó của bạn chết ấy, thì họ có những cái option dành cho bọn mình, là những sự lựa chọn như là bọn mình có thể hỏa thiêu hoặc có thể đem xác đem về chôn. Với những cái người ở Mỹ thì thường là họ có hai cái sự lựa chọn như vậy. Thì mặc dù là bọn mình bây giờ đang ở apartment, là ở khu căn hộ, cho nên là cái sự lựa chọn là để mà đem về chôn thì hơi khó khăn, mặc dù mình cũng rất là muốn làm điều đấy. Thế nên là bọn mình đã chọn phương án là sẽ hỏa thiêu, và họ sẽ làm cho các bạn một cái túi nhỏ có đựng tro cốt, và mình sẽ đem về để mình làm các dịch vụ hậu táng. Và như các bạn nhìn thấy ở đây, bình thường ở bên này là họ sẽ cho cái tro vào đây, và họ sẽ chôn cái hộp này xuống, và nó có hình chú chó Yorkie là khá giống với hình của lobster nhà mình, với cả tên này, rồi ngày tháng năm sinh, ngày tháng mất, cũng như mình có thể customize những cái dòng mà mình muốn dành cho chú chó của mình. Thì hiện tại cái tro cốt của lobster họ vẫn chưa làm xong, đây mới chỉ là cái hộp không thôi. Cái ngày nữa sau khi nhận được cái tro, bọn mình sẽ bỏ vào đây. Một trong những lý do mà hôm nay mình mới quay cái video này, thì ngày hôm nay là bọn mình vừa mới tìm được một chỗ nó giống như kiểu một cái nghĩa trang dành cho thú cưng, và mình vừa đi tới đó để xem, để đặt chỗ cho lobster. Thì sau khi mà nhận được tro, bọn mình sẽ mang cả cái hộp này, cả tro, tới cái chỗ nghĩa trang dành cho chó mèo đấy và làm các dịch vụ hậu táng ở đó. Các bạn phải biết là cái cảm giác khi mà mình từ Mỹ quay trở lại đây, và cái khoảnh khắc khi mà mình vừa mới bước vào căn nhà, nó trống trải thực sự luôn. Tại vì suốt 2 năm vừa qua, tất cả những thói quen của bọn mình, mỗi buổi sáng thức dậy trước khi đi làm, nó đều có sự xuất hiện của lobster, những với những cái hành động quen thuộc.
Và bây giờ thì trong cái thời gian vừa rồi bọn mình đã phải cố gắng, rất là cố gắng làm quen là sẽ không còn cái sự hiện diện đấy nữa. Còn mấy ngày nữa là tới Tết âm lịch rồi. Mình hy vọng là cái chuyện này buồn này sẽ ở lại cái năm cũ, và năm mới đến thì mình sẽ cố gắng để mà không có nghĩ tới chuyện buồn nữa. Những gì mà đọng lại trong mình sẽ chỉ là những ký ức tốt đẹp. Tại vì đối với bọn mình thì Lobster là một happy dog. Nó rất là vui vẻ, dễ thương. Có nghĩa chưa bao giờ bọn mình thấy nó buồn cả. Cũng chưa bao giờ nó hờn dỗi bọn mình một cái gì cả. Và bọn mình cũng nghĩ rằng là bọn mình cũng đã cố gắng tạo điều kiện để mà Lobster sống một cuộc sống rất là vui vẻ. Chắc là mình sẽ kết thúc cái vlog này ở đây thôi. Bóng đâu? Bóng ở đâu? Bóng đâu? Mình cũng phải muốn gửi lời xin lỗi tới những bạn mà hay nhắn tin inbox Instagram của mình để mà hỏi thăm về rất là nhiều thứ xung quanh cuộc sống của mình. Khi mà mình làm YouTube đến giờ có rất nhiều người inbox hỏi mình chuyện nào nọ chuyện kia, chuyện mình mua những cái thứ nọ ở đâu, thứ kia ở đâu, hay là chuyện nhờ mình giải đáp một số thứ. Mình không hứa trước là mình có thể trả lời hết tất cả các inbox của mọi người. Tuy nhiên là mình sẽ dành thời gian đọc chúng. Có những cái tin nhắn mà hỏi mình về tư vấn chuyện tâm lý hoặc là chuyện đi học thì mình sẽ sẵn sàng trả lời. Nếu mà mình có thời gian mình sẽ sẵn sàng trả lời luôn. Nhưng mà nhiều khi mình cũng bận ấy. Và nhất là thời gian vừa rồi mình về Việt Nam chuẩn bị đám cưới nữa. Và mình chỉ có thời gian kiểu mình cố gắng là vào đọc xem là mọi người đang nhắn gì cho mình thôi. Mình cũng chỉ mong là các bạn có thể thông cảm được cái điều đó. Vì thực sự là cuộc sống của mình không chỉ xoay quanh YouTube. Mình làm YouTube chỉ vì đó là một sở thích của mình thôi. Và mình cũng lúc mà từ đầu khi mà mình làm YouTube mình cũng không có ngờ rằng là sẽ có một ngày mình được nhiều người quan tâm đến như vậy, hoặc là được các bạn theo dõi nhiều đến như vậy, thì mình rất là cảm ơn. Tuy nhiên là mình còn cuộc sống riêng của mình nữa. Có nhiều khi có những tin nhắn mình sẽ đọc quên mất là mình không trả lời các bạn, thì cũng mong các bạn thông cảm. Tuy nhiên thì thực sự là mình sẽ chỉ trả lời những ai mà mình cảm thấy là lịch sự đối với mình và mình cảm thấy là cần thiết. Ví dụ như là có rất nhiều em còn đi học hỏi mình là chị ơi làm thế nào để giảm stress qua các kỳ thi, hoặc là hỏi về chuyện tình yêu tình cảm, thì mình sẵn sàng trả lời ngay. Vì thực sự là các bạn đang ở trong cái tâm lý đang phát triển, cho nên mình nghĩ là những cái lời khuyên của mình lúc bấy giờ sẽ rất cần thiết đối với các bạn, thì mình sẽ trả lời ngay. Mình biết là nếu mà mình không trả lời các bạn thì rất nhiều bạn sẽ phật lòng vì điều đấy.
Mình thực sự là đã làm phật lòng lòng rất nhiều người về cái việc mà mình không trả lời tin nhắn. Mình làm YouTube nhưng mình không có nghĩa vụ phải trả lời tất cả các bạn. Và như mình đã nói rồi, mình làm YouTube là để chia sẻ quan điểm cá nhân mình, cũng như là để bộc mình có như thế nào thì mình nói vậy thôi. Không phải là vì mình làm YouTube mà mình cứ phải niềm nở đon đả với tất cả mọi người. Thế cho nên là cái điều gì mình cảm thấy bất bình thì mình sẽ nói lại thôi. Mình có rất nhiều thứ khác xoay quanh cuộc sống của mình còn phải lo lắng. Thế cho nên chính vì vậy nên là không thể khi nào mình cũng có thể trả lời tin nhắn của các bạn được. Nên là mình mong là các bạn sẽ thông cảm điều đó. Thân mình cũng nhiều khi mình rất là tò mò với những cái đồ vật của những người khác mà mình xem trên mạng. Và mình cũng đã từng nhắn tin hỏi những cái người đó xem họ mua ở đâu. Và thực sự là mình cũng xác định một tinh thần là nếu mà họ có đọc không trả lời thì thực sự là họ đang bận một cái việc gì đó, họ không thể trả lời các bạn được. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Nên là mình mong là mọi người sẽ thông cảm. Mình nghĩ là cái vlog này kết thúc ở đây thôi. Thì hy vọng là mọi người sẽ vẫn tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho mình. Bye.